Sáng 28 tháng 4 tại nhà thể chất trường Tiểu học Việt Hùng, câu lạc bộ bóng bàn xã Việt Hùng tổ chức khai mạc giải bóng bàn truyền thống năm 2024. Đây là hoạt động thiết thực được xã Việt Hùng tổ chức thường niên nhằm chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Tham dự giải bóng bàn truyền thống xã Việt Hùng năm nay có 40 vận động viên của 8 câu lạc bộ trong và ngoài huyện. Câu lạc bộ xã Việt Hùng, Dục Tú, Mai Lâm, thị trấn Đông Anh, Nguyễn Huy Tưởng, Nam Hồng, Sóc Sơn, Công an Đông Anh. Các câu lạc bộ thi đấu ở nội dung đồng đội nam được chia làm hai bảng thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra hai đội nhất nhì bảng vào đánh trận bán kết. Đây là dịp để các câu lạc bộ, các vận động viên được giao lưu học hỏi và tích lũy kinh nghiệm chuyên môn, đồng thời thông qua giải đấu nhằm phát triển sâu rộng phong trào, luyện tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã sôi nổi nhập cuộc thi đấu với tinh thần giao lưu đoàn kết thân thiện, cống hiến cho khán giả những trận cầu hay với những pha bóng đẹp mắt và có kỹ thuật chuyên môn cao. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba cho các đơn vị đạt thành tích cao.